cùng xem lại hành trình biến chiếc mũi từ như thế này sang như thế này cùng mình nha. Thì anh đang muốn hỏi em là lại lần nữa để mong chốt về cái dáng mũi, em mong muốn tự nhiên hay cao nhiều? Sẽ tự nhiên. Tự nhiên đúng không? Ok. Ok rồi, thì để anh chốt lại một lần nữa này. Thì ở đây á, em nhìn thấy nhá, cái mũi của em á, thì mình nhìn bây giờ nó đang thấp như vậy, nên là cái đầu mũi nó to, mà cái dáng mũi nó chuyển được mày. Em sẽ phải nâng cao toàn bộ và nâng cái đầu mũi này lên, nó thon lên. Đó. Thì của em nó không ngắn nhiều, thì bản chất mình chủ yếu là mình dựng cao lên thôi, dựng cao lên và đặt cái sống uniform cho nó mềm mại, để mà cho em nó có một cái dáng mũi nó mềm mại, cho mình không nâng cao quá. Thì ở đây anh sẽ dùng cái xuân tài cái nhằn để mà chống cái đầu mũi nâng cao lên, và cho nó thon lại. Nhà đặt cái chất liệu sùi phòng lên ở đây, chủ yếu nó bị bóng nhiều chỗ này thì mình đặt cán chỗ này lên, nhưng mà nó vẫn có cái độ lượng từ trán đi xuống và sau đó từ từ nó đi lên. Còn gì thắc mắc về chuyên môn thì chia sẻ với em. Thì hôm trước như là bác sĩ tư vấn cho em ấy, thì cái phần cánh mũi em hơi bị bè. Em muốn cuộn không? Có thể cuộn bên trong nhưng mà không chịu mà. Bên trong à? Em muốn thu lại nền hay sao? Bởi vì là nhìn như thế này nhá, đấy, phân tích cho em nó có hai cái. Ok, bởi vì là nhìn em nhìn vào gương này, thì khi mà nâng cao lên em sẽ thấy đấy, em nhìn thế này thì nó thon lại, thì nó không to nữa đâu. Còn khi em thấp như này em sẽ thấy cái cánh mũi nó có độ vồng. Nhưng mà khi em để ý nhá, anh nâng cao lên em sẽ thấy, nếu mà em xoay gương thấy cái lông mũi của em nó đang hạt chảnh. Còn nếu mà em cuộn á, anh chỉ khuyên em là như thế này à, là hiện tại là đang cái trần cánh mũi này nhá, em để ý nhá, nó đang ngắn hơn so với cái trụ. Thì nếu mà cuộn thì anh gọi là như thế này, mình rạch ở đây, mình tiến lên đây 2 ly như thế này. Nhưng còn nếu mà cuộn nội soi á, là cái cuộn ở bên trong á, là một anh như thế này, luôn một cái sợi chỉ ở đây để vòng sang bên này và siết hai cái chân cái mũi này lại. Đấy, nó không để lại xem. Nhưng mà cái kết quả là gì? Nó chỉ cái sợi chỉ nó giữ ở đấy, nhưng mà nó luôn nó tạo ra cái cánh mũi cho em nó nền mũi nó nhỏ lại, nhưng mà nó giữ lại nên nó vừa phải, nó không cuộn được nhiều. Đó là cuộn cánh mũi nội soi. Đó, thì nó có một cái cách là như vậy. Nếu mà em muốn nội soi thì anh cũng cuộn được cho em. Đó thì không cần cuộn quá nhiều. Đây này, em nhìn này nhé, nhìn lại một lần nữa nhé. Này, sẽ đi rạch một cái lỗ rất nhỏ này. Anh luôn cái sợi chỉ đi xuyên qua bên này. Và anh siết lại thì toàn bộ cái nền cái mũi này nó nhỏ lại. Thì giống như nhà người đang nhìn ấy, kết hợp với cả khi em dựng cao cái đầu mũi làm được, thì nó sẽ thon lại hơn. Thì đây là cái cuộn trần cái mũi nội soi. Nhá, nó như thế này. Em thấy thì nó cũng được, tùy em muốn. Cái đấy thì kết hợp. Ok, được. Thì đấy là một cái dịch vụ khác nhé, cũng thân muốn. Như trong lòng em đã không còn hình bóng mọi người anh đâu. Nên em đang theo thức suy. Ta-da! Và đây là chiếc mũi của mình sau khi làm xong nè mọi người. Quá là ưng luôn ý. Nên là recommend cho ai mà muốn có chiếc mũi cao tự nhiên như thế này thì hãy ghé ngay tới bác sĩ Mạnh để làm nha. Đẹp toàn diện của bác sĩ Phạm Tiến Mạnh, đăng ký ngay.